Trước thềm trận chung kết vòng chung kết U23 châu Á 2018, Chủ tịch Liên đoàn bóng đá Uzbekistan ông Ahmed Dialog tin rằng 100% đội tuyển U23 Uzbekistan sẽ giành chiến thắng trước U23 Việt Nam để lên ngôi vô địch. Ông chia sẻ, chúng tôi đã xem trận đấu ở Paris. Trước khi trở về Tashkent, U23 Uzbekistan đã tạo nên lịch sử khi giành vé vào chung kết. Nhưng đó không phải là tất cả. Tôi tin chắc chắn rằng các cầu thủ của tôi sẽ tiếp tục tỏa sáng và chiến thắng ở trận chung kết và giành chức vô địch U23 châu Á. Tiếp tục nói về thành tích của đội nhà khi đánh bại U23 Trung Quốc, Nhật Bản và Hàn Quốc để tới chung kết, ông này cho biết, tôi rất hạnh phúc trước thành tích của U23 Uzbekistan. Tất cả chiến thắng đó không phải là điều ngẫu nhiên. Như bạn thấy, quyết tâm ở mỗi cầu thủ đều rất cao và chúng tôi đã vực dậy được nó. Điều quan trọng là chơi bóng bằng cả trái tim. Tôi thấy điều đó trong toàn đội ở cả hai trận thắng Nhật Bản và Hàn Quốc. Tại quê hương tôi, người hâm mộ cũng đang rất háo hức chờ đợi trận chung kết gặp U23 Việt Nam để phục vụ đông đảo người hâm mộ. Hiệp hội bóng đá Uzbekistan sẽ phát trực tiếp trận chung kết trên một màn hình rất lớn trong một khu liên hợp thể thao tại Tashkent. Tuy nhiên, để được theo dõi trên màn ảnh rộng này, người hâm mộ Uzbekistan phải đặt mua vé. Hôm nay 25 tháng 1 U23 Uzbekistan đã ra sân tập. Dù tuyết phủ dày nhưng họ đã yêu cầu ban tổ chức sân dọn tuyết để toàn đội luyện quân. Trong khi đó, do lo ngại các tuyển thủ U23 Việt Nam gặp vấn đề nên huấn luyện viên Park Hang-seo đã cho toàn đội vào tập nhẹ ở sân trong nhà.